bữa nay mình đi vườn sầu riêng này đang thu hoạch nè, quá trời luôn nè. Hoạch đợt này có ký lô nào không? Một trái này khoảng mấy ký chú? Trái này có cái trái khoảng 4 ký ạ. Ghê. Mấy trái này khoảng 4 ký ạ. Rồi, kinh khủng. Chú ở đâu xuống đây? Rồi, bữa nay mình thu hoạch sầu riêng nè. Nguyên một xe luôn, không có chở gì hết luôn nữa.